sớm thức dậy là một ngày mới với những công việc. Vứt lung tung cái chăn, đầu tóc rối tơi bời. Má hỏi bao lần là chừng nào mới có cháu đai bồng. Nhanh nhanh nhé con, không là cuốn gói ra khỏi nhà. Trời ơi bao ngày qua tình yêu chưa dặn đời ta. Hẹn nên mà đừng la, con hứa sẽ cứ giờ về mà. Người yêu ơi em ở đâu, cùng anh trăm năm đậm sâu. Cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muôn phiền. Nhìn con trai nhà bên, người ta hay ban thằng cu. Ở phía xa trên làng bên, đang đánh cưới tưng bừng một vùng. Giờ con phải làm sao, tình duyên chưa trao đời con. Thế nên ba má ơi, con hứa sẽ cứ giờ về mà. Là công tử phong cách anh sống luôn hào hoa. Tuổi đã lớn nhưng vẫn cô đơn nên hay bị má ba kè ra. Từng khắp nông thôn anh lên xã, tìm người yêu mãi mà không ra. Xác định chiến này về đến cửa nhà, có chỗ trà phóng như trong ga. Ê là xu thế, ê là phê, yêu mà mua kế thế là ê. Ê nhiều năm qua không một ai thiêu, mặc dù đã sống rất tự tế. Nhìn người ta cưới thấy mà mê, còn mình vẫn ế thế này đây. Còn trời sẽ duyên một người yêu con, để không còn cô đơn lối đi về. Yeah yeah. Dặn đời ta thế nên ba đừng la, con hứa sẽ cưới vợ về mà. Người yêu ơi em ở đâu, cùng bánh trăm năm đậm sâu. Cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muộn phiền nè. Sáng sớm thức dậy là một ngày mới với những công việc. Bước lung tung cái chân, đầu tóc rối tơi bời. Má hỏi bao lần là chừng nào mới có cháu đã bồng. Nhanh nhanh nhé con, không là cuốn gói ra khỏi nhà. Trời ơi bao ngày qua tình yêu chưa dặn đời ta. Sâu cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muôn phiền. Nhìn con trai nhà bên, người ta hay ban thằng cu. Ở phía xa trên làng bên, đang đám cưới tưng bừng một vùng. Giờ con phải làm sao, tình duyên chưa trao đời con. Thế nên ba má ơi, con hứa sẽ cứ vợ về mà. Ê là xu thế, ê là phê, yêu mà mua kế thế là ê. Ê nhiều năm qua không một ai thiêu, mặc dù đã sống rất tự tế. Nhìn người ta cưới thấy mà mê, còn mình vẫn ế thế này đây. Cầu trời sẽ duyên một người yêu. Mai mối rước em về làm dâu, ý em tính sao, ý em thế nào? Chỉ cần đồng ý hai gia đình mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn bà Nguyệt ông Tơ đã xe duyên cho hai đứa mình. Tình mình là tình phú thế, mãi một lòng mũi mặn.
sẽ theo chàng. Thiệt tuần đó à. Cho chúng con thành đôi, anh ơi duyên nợ đôi ta đã chín mùi thì mình cưới liền tại luôn đi em. Rộn ràng đám cưới vui thiệt là vui, hai nhà không quen ở đây đã thành xui và chú rể cô dâu trai tài gái sắc, họ hàng hai bên chúc phúc cho tình ta. Nào một hai quyết là cưới em liền, nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên. Hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng đồn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc danh cho đôi mình và cô dâu trong đất xin đi theo anh về dưới. Anh nữa không hài lòng yêu em như lúa. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay nhưng anh chưa tin chuyện châu cao. Em ơi ý em sao để anh biết anh tin cho rồi. Gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em, nên anh hơi lo anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên. Hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc danh cho đôi mình và cô dâu trong đất xin đi theo anh về dưới. Anh nữa không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Thank you.
ra riêng anh cưới nàng, họ hàng hai bên chúc phúc cho ta râm ràng. Chà chà đánh đá đánh giấc gái quê, em quê các con nhà hiền tục đông trắng mực mà thước tha thiệt tha. Đèn dắt tay em cho em đi về làm dâu, một lòng bên nhau sống bên em dài lâu. Chà chà đánh đá hứa với mình anh sẽ luôn chung tình, xin lễ cao chầu anh sẽ bên em bằng đầu. Cao châu anh sẽ bên em bằng đầu. Thương em thằng gái ngốc nga, nhưng phải xa mẹ cha, xuất gia theo anh sống cách xa quê nhà. Đời anh thằng trai bông ba, quê hương chắc đầy phù sa. Chân chất thật tình nhưng không để em một mình. Về quê nuôi cá trong gạo, sống trong tìm người bên nhau. Anh có tình anh em cũng vừa ý. Nè con nhớ cái chuyện này, đừng có dán ngay giữa, dán ngay giữa mình coi. Các quý vị ơi, giờ là họ bên nhà gái, giờ các bạn là bà bên mọi nhà trai. Kính thưa hội đồng biên tập, đại tướng nhớ người quá cố thì họ nhà trai có đem 6 âm quà và 5 lọ trước cũng cái quyền sau đó dùng để thảo thì xin đại diện mọi nhà gái chắc. Dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm nữa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Yêu nhau đã lâu, cớ sao anh chưa ngỏ lời? Anh đang ngại gì hay là anh hỏng yêu em? Ngày kia cũng tốt, anh coi anh tính đi kìa,
em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh thôi. Em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao trọn cho anh. Thương anh chất phác thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giao bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh nhai cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm. Sống bên nhau thêm mặn lòng duyên ước hẹn. Lại ông bà gia tiên thì phần này là cho chú Nghĩa nó lại lên, hay là cho cô dâu ra để hai đứa cùng nhau lại ông bà gia tiên? Thì cái đó thì nhờ là bà ngoại với bác cho cháu nó lại sao đó. Nhà vợ anh ơi, la 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 la, nhờ nhà vợ anh ơi. Nhờ nhà vợ anh ơi, em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao trọn cho anh. Cho nè, thương anh chất phác thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giao bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dài cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm nữa thì cái phần là nữ trang là còn có 40 diễn vàng 24 ca. Thì xin quý ông và quý bà, gồm trong đó thì nó có đủ phần là trước tiên là cái đông bông, sau là dây chuyền và kèn lắc. Thì phần mẹ chồng để cho nàng dâu để là trang trí, thì phần quý ông và quý bà bên họ nhà gái có đồng ý chấp thuận thì có thể là mẹ chồng đeo ngay vàng 24 cây. Một là đông tay, 4 cây vàng là bằng 40 chỉ, 40 dây chuyền. Ba là dạ dạ bằng 40 ca vàng. Có giúp bên nhà gái tổng số là cái phần là lễ nói và lễ cưới là 100 triệu cái tiền gia dụng. Thì cái phần lễ nói thì là cái phần gửi trước là cho bên nhà gái là 40 triệu. Còn cái phần 60 triệu là đến cái ngày đám cưới là cái phần nhà trai để gửi thêm là 60 triệu sau. Để xin quý ông và quý bà có đồng ý như vậy không? Nhưng nếu đồng ý thì cho chị một tràng pháo tay đi. Rồi, đồng ý. Đã thương em rồi, mong sao ta chung lối. Muốn bên em thôi, sẽ chia một đời. Dù gặp gần xa đường có dài, thì anh cũng sẽ tới đón em ngày. Và rồi mình về, mình sống bên nhau. Tình mặn nồng say đắm mãi sau. Ngoài kia lắm phong ba, người thương em kiếm đâu ra. Thì thôi ta hãy về chung một nhà. Anh bán đôi dầu sắm cây vàng quyết cưới được ngàn, bao nó đông đàn duyên tình ta càng thêm thấm nồng. Em lấy anh đi, lấy anh về em sướng cả đời. Giặc đói sao dời cũng chỉ yêu một mình em thôi. Xin chúc trình không để cái bông lên bàn đi. Sáng hai Nam Mô Nhất Nguyện Lời Nguyện. Hai con sáng. Sáng thứ ba Cũng Quyền Thanh Tổ Chứng Minh. Xá. Rồi hai con quay ra. Giờ ngay cái tay đó.
Vì kính thưa quý ông và quý bà, các bằng xá ông bà gia tiên thì bốn xá thay cho bốn lại trước của quyền thánh tổ ông bà quan bố thì đã xong. Thì các bằng tiếp theo là các bằng để ra mắt ông bà hiện thiền bên đây là người tươi mãi ơi, nội ơi. Đúng rồi. Hai bà gì nữa đó. Bây giờ các bạn ông bà thì cũng đã xong thôi, mình lại diễn đi ha. Bây giờ có thằng bác, chú bác gì vậy? Lấy rượu lại rồi nhìn cái máy con rồi bác ơi, cười tươi chào ơi. Một một lần nữa chung kính rồi. Chưa. Rồi bắt đây. Vậy là như thôi ha, còn ai xin không ai thôi đi, thôi đi ha, đại diện thôi đi chứ gỡ ra thôi tôi chết. Đúng rồi, một tấm nó nghe. Hai ông đi. Đi bác. Rồi, để xong rồi đó. Nếu vậy là các bạn anh chị của cha mẹ đầu tân hôn cũng đã xong. Đây con lớn mà. Chứ kiểu xíu coi là được rồi. Ok rồi, nhìn cái máy con cười tươi nha, gửi ơi. Trang ơi, cười tươi Trang ơi. Rồi, hai bà, cười cạn ly cái, đụng ly cái hai bà. Rồi bây giờ thắng ơi, xin mời cái thằng ông bà Nam của ông. Tươi, một tấm nha. Đi rồi. Rồi, bước. Thì đã chấp thuận cho hai nam hôn và nữ hôn được quyền chấp nhận kêu xuôi gia với nhau và hai con được kêu cha mẹ. Thì các bạn quý ông và quý bà có đồng ý các bạn có không? Nếu đồng ý cho xin một tràng pháo tay. Hai đồng ý chứ. Rồi cho hai. Thôi bây giờ có thêm một lần để giao lại cho anh ạ. Vậy xin kính trình quý ông và quý bà hai họ thì hoàn thành bên họ nhà gái, thì chúng tôi bên họ nhà trai thì cũng có nội ngoại hai bên. Thì bây giờ trước hết là cung kính hai con gốc rượu để dâng cho nội và cho ngoại. Ở đây mấy bà già cho luôn những đưa cho bà ngoại luôn, đưa cho bà ngoại luôn không à. Hai rồi hai bà cũng ly rồi. Thì xin nhờ cái phần để dạng hơn chút xíu và cái phần tiếp theo là cái phần để ra mắt thì cha mẹ bên Nam Hôn có tặng quà gì cho hai con thì cứ tặng tại đây. Con trả lại đi. Thì để cho hai cháu có để trao nhẫn cưới cho hai đứa nó được chọn. Này này anh ơi, mình đã thương bao lâu rồi, còn chờ chi nữa? Rồi hai con xá trong cái quyền bốn xá. Rồi ơi, cầm cúi đầu thôi, cúi đầu đấy rồi.
dân cư thiết tha. Bên sông chiều cùng anh ngồi ngân câu hát, mình say đắm một đời phu thê. Thôi để em lái chiếc máy cày qua nhà anh chờ lâu chỉ cho mất công. Để tia mai anh đừng trông ngóng, hết là cưới liền dân miền Tây hốt ngay chứ không lông vòng. Ý em mà như vậy được không? Bắt câu đi về dinh mừng anh lên chân làm chồng, thuê cho anh mày vàng nhan sông, hết là hát liền dân miền Tây quay banh chứ không lông vòng. Đây môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bóng kiên vàng bạc nặng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Đời tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo trong giàu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Chân rơi vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sau bố. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Bao la lúa thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn. Mình ở bên nhau cuộc đời vui.
ngày đơm quả, trái trên cành cũng có ngày rễ chín, và tình yêu cũng thế, cứ tình duyên đã đến khi hai con tim yêu tự động tìm về và kết hợp lại thành một. Và sau lần gặp gỡ đầu tiên của chàng trai Vĩ Khang cùng với cô gái Bảo Trân, thấy rồi tiếng sét ái tình đã bùng nổ sau giây phút đó. Và trải qua những lần hẹn hò yêu thương, thế rồi đôi ương của chúng ta đã xác định cùng nhau trở về chung một mái nhà, có chung cha chung mẹ và chung niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Và toàn thể vị của khách của chúng ta có mặt trong buổi tiệc cưới này cũng vì một lý do duy nhất, đó là đến đây chúc mừng cho tình yêu và chúc mừng cho hạnh phúc của đời ương. Giờ đây không để vị của chúng ta phải chờ lâu nữa, xin mời chú rể Vĩ Khang nắm tay cô dâu Bảo Trân tiến về lễ đài để tiến hành nghi thức lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Và đời ương của chúng ta đang cùng nhau tay chung tay đi trên con đường mang đến hạnh phúc, nơi mà nắng sớm hoa sẽ nở và tình yêu của đời ương sẽ được đông đầy như hạnh phúc của chồng. Thì nay trần chỉ hồng kết duyên, ước mong chung gửi chung chân, thì nay bên nhau, anh là rể em sẽ là dâu, hai ta sẽ đắp nhịp cầu yêu thương. Với nhịp cầu yêu thương ngày hôm nay được nối liền hạnh phúc từ phía hai bên gia đình, đã tác hợp cho đôi ương của chúng ta có được ngày quan trọng mạnh và hạnh phúc như buổi tiệc ngày hôm nay. Và trong buổi tiệc ngày hôm nay, cho chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Thanh Hồng cùng bà Đặng Thị Kiều là song đăng của chú rể Vĩ Khang. Và về phía đại diện quý hội nhà gái, cho chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hoàng Ái cùng bà Đặng Thị Hoa là song đăng của cô dâu Bảo Trân. Giờ đây xin mời hai bên gia đình của chúng ta cùng nhau tiến vào sân khấu để ngày hôm nay đây đôi ương của chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc ạ. Giờ đây xin mời đại gia đình của chúng ta cùng nhau gọi đến tàu để về qua cách một cái cúi đầu chào thay cho những lời cảm ơn. Xin mời một cái cúi đầu chào ạ. Và trong buổi tiệc ngày hôm nay thì cũng xin đôi lời phát biểu từ phía hai bên gia đình sẽ dành tấm chân tình của mình dành cho đôi ương và dành cho toàn thể vị quan khách ngày hôm nay. Và ông bà ta thì cũng thường có câu rằng con gái là con của người ta, con dâu mới đích thực là của mẹ cha mang về, muốn qua sông thì phải lụy đò, muốn con hạnh phúc và dặn dò đôi câu. Giờ đây xin mời lời phát biểu từ phía quê hoa nhà gái ạ. Xin thay mặt gia đình nhưng là tôi xin đại diện là như nữ chú hôn bên hội nhà gái không biết nói gì hơn, thì cũng cảm ơn nội ngoại ông bà hai bên rồi anh chị cô bác ở không ngại đường xá xa xôi để tới đây dự lễ đính hôn của hai cháu. Không biết nói gì hơn là xin gửi một cái lời cảm ơn và lời sau là trong đám tiệc có gì sơ sức thì xin tất cả quan khách nội ngoại hai bên rồi cô cậu mợ dì chú bác gì đó anh em cũng bỏ qua nghe, rồi chừng nào có lễ cứu là mới về nghe hỏi nhà trai được không. Cũng nói gì hơn thì xin nhường cái mi lại cho kia. Ép về quan khách và dành cho đôi ương ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trai vui thì gái cũng mừng, hôm nay hai họ tưng bừng như hoa, nhà rái hoang mừng ghẻ thọ, họ trai hớn hở đón nhiều hiền. Và để cho hạnh phúc nối liền thì xin mời Nam Tòng cũng có đôi câu đáp lời ạ. Xin mời lời phát biểu từ phía hội nhà trai ạ. Hôm nay cũng là ngày vui của cô dâu và chú rể, thì hai bên chưa già tôi cũng náo nức chờ đợi giây phút này là cũng như ngày nay là cũng thật là hoành tráng và cũng vui vẻ. Chữ bên nhà trai tới họ nhà gái thì cũng được thân tật nhà gái tiếp đón nồng hậu, thì bên nhà trai thật sự thấy cũng rất vui và làm rất khách. Thì chị cũng cảm ơn quý hoàng khách có mặt hôm nay để dành thời gian không ngại đường xá xa xôi là tới đây để chung vui với gia đình, hai gia đình chú gia chúng tôi. Cũng rất cảm ơn và chúc sức khỏe cho toàn bộ hội nhà trai và hội nhà gái được nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
nghe chàng ơi nghe thì má em không được vui vì em đơn hai người mà chưa có ai đến xin mừng xui chờ anh quá lâu rồi xuân đi thu đến hạ tàn mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng anh đừng có tính quanh co em sẽ cho anh no đòn ngày mai em hai ngày tốt mình cùng dắt tay nhau lên phường em đã chốt xuân ba la mình gánh thêm có vài bông hoa dâm cho 12 bên ba má cho kích chặt cái tình xui da đã quyết thương nhau là tay nắm tay yêu nhau là không có nhây phận em 12 bên nước đục trong là do anh hết đã ráng năm sau mình kiếm thêm cuộc cưng có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời tính đây yêu em thiệt lòng anh cũng đâu có tính nhây nhưng mà khổ nổi cái mọi thứ khổ mỗi cái còn ông bà cứ hối chuyện nào có cho ẩm đây nên là anh cũng ráng yên tâm đi em đời chờ nào nó cũng đáng chắc là khi đông qua hay là lúc thu sang thì mình cũng sẽ cưới chứ không phải đàng hoàng em về thì anh đây xin hứa đến cái chuyện nhà cửa nó thiệt em khỏi lo chuyện nấu cơm chặt đồ hay rửa chén em cứ để cho anh nếu như cảm thấy có những cái chuyện cưới em mà anh còn dám làm thì có gì trên đời anh cảm thấy khó đâu nói vậy thôi giờ tôi hiền muốn chết mà giữ cũng được miễn mình phải có nhau là được rồi ní he anh đừng có tính quanh co em sẽ cho anh no đòn ngày mai em hai ngày tốt mình cùng dắt tay nhau lên phường em đã chốt xuồng ba la mình gánh thêm có vài bông hoa dân trà 12 bên ba má cho kết chặt cái tình xui da nó biết thương nhau là tay nắm tay một cái bắt tay từ phía hai bên gia đình ạ. Lễ cưới ơn trời ơn mẹ cha, tôi vui đầy rỡ cả hai nhà. Hiền rể nhà anh rể hiền hòa, dâu tảo nhà tôi gái nết nà. Hai họ thông gia mừng thọ già, mỗi bên bầu bạn chúc vinh hoa. Và xin mời đồng hương của chúng ta uống cạn ly rượu giao mời ạ. Mời em dán rượu giao thề, hữu duyên tiền lý em về với anh. Hai ta hợp ý đâm đầu, niềm vui sợ trần răng. Ước gì anh cưới được nàng, chung cha chung mẹ sớm chiều có nhau. Anh về cuốc đất trồng cao, cho em trồng kẻ dây trầu một bên. Mai sau trầu nọ lớn lên, câu kia ra trái mình nên vợ chồng. Và giờ đây điều ước nên duyên vợ chồng đã trở thành hiện thực. Để đàn hương của chúng ta trở về chung một mái nhà, có chung cha chung mẹ và chung niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Và để minh chứng điều đặc biệt đó, xin mời đàn hương sẽ trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc chính tại sân khấu này ạ. Đặt tay lên bờ vai của chồng mình và xin mời chú rể đặt tay lên vòng eo của cô dâu và xin mời nghe theo lệnh 3 tiếng đếm của MC và sẽ trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc và ngọt ngào chính tại sân khấu này ạ. Hãy đổi ra chưa được không nha. Xin mời chú rể chuẩn bị à. Xin mời chú rể ngã ngã về phía sau xíu lấy nào chú rể ơi. Xin mời đơn ơi chuẩn bị à. 1, 2, 3. Xin bắt đầu nụ hôn tình yêu và một tràng vỗ tay thật to từ phía về à. Chúng ta trở về những bàn tiệc chung vui cùng với toàn thể Việt của ngày hôm nay à. Quê rước má lên liền ngày mai đám cưới à rước dâu bằng xuồng ba lá lối sống qua chung niềm vui hay đưa mình đẹp mối duyên hồng bằng lòng đi em. Nhất trai làng anh không tự hào qua nhất gái quê em khuê cá con nhà tròn đôi tóc nàng là bông bưởi trắng tròn đôi chân chàng màu đen
trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất là làng trong con em nhất là ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Tiếng cũng vàng em cô út hôn sang nè. Nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng canh. Nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dân trong làng bóng đám cưới lai rai. Trai cưới bò về còn gái cưới cả lợn nhà. Tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn câu hò.